giọt nước mắt thấm mi cây. Đường về ngày hôm qua bỗng nghe ôi sao xa quá. Anh nhớ em người ơi sao mới hôm qua, mà giờ chỉ mình anh lẻ loi lặng thầm lê bước trong mưa. Hello, xin chào chú, chị và các bạn. Welcome back to my channel, guys. Hôm nay trong video này chúng ta lại một lần nữa phải bàn về WinFast vì tại đơn giản là dễ. Nói tới WinFast, tới nghe là cái chủ đề nó sẽ làm cho quý vị mà cười té ghế luôn á. Mà dĩ nhiên mình muốn làm cho quý vị cười đúng không? Thì mở đầu câu chuyện quý vị, hôm nay giá cổ phiếu WinFast đã tăng mạnh quý vị, tăng mạnh đại khái là tăng đâu chừng nửa phần trăm hay là phần trăm gì đó, tăng đâu chừng 2-3 cent gì đó, nhưng mà đại khái là tăng mạnh, ok, tăng mạnh. Thì cái điều đó nó cũng chưa có đủ bá đạo đâu quý vị, nó cũng chưa có làm quý vị cười té ghế đâu, cái này mới làm quý vị cười té ghế nè. Thì hiện giờ WinFast em nó đang tham dự cái hội chợ triển lãm xe hơi ở bên Thái, bên Bangkok đó, không? Thì cái gì đó đáng ra là cái sự kiện nó vô cùng bình thường, năm nào cũng có đúng không? Nhưng mà cái bá đạo là gì quý vị, năm nay có sự tham gia của em WinFast, mà quý vị cũng thừa biết rồi đó, cái gì mà có em WinFast tham gia đó nghe là không cần giới thiệu quý vị. Trời ơi trời, đó nghe nó nổ còn hơn cả bom nguyên tử nổ, nó nổ còn hơn pháo nổ, nó nổ còn hơn đại bác nổ nữa. Nó nổ muốn sập cái YouTube, muốn sập cái internet, muốn sập cái Facebook luôn. Kể như là hiện giờ quý vị, các truyền thông đó nghe là ca tụng cái dòng xe mà có chiếc xe bán tải WinFast Wild đó quý vị. Tại vì năm nay WinFast có đem cái chiếc xe đó qua bên Thái tham dự hội chợ triển lãm đó quý vị. Thì giờ nếu mà cô chú anh chị quý vị nào mà còn lạ lẫm với dòng xe, chiếc xe ý tưởng xe concept WinFast Wild thì em xin giới thiệu luôn. Đó là dòng xe ý tưởng bán tải của thương hiệu WinFast, phải không? Thì hồi cách đây không lâu, mấy tháng gì trước á, nó đã từng tham dự hội chợ triển lãm ở bên Mỹ quý vị. Trời ơi, đó nghe, khi đó đó nghe là báo chí truyền thông trong và ngoài nước nó nghe quý vị, nó ca tụng ngất trời, nó khen ngất trời, thấy không? Trời ơi trời, nó khen mà coi như là còn hơn cả bông tử nữa. Nó nổ nào là WinFast Wild nhận cơn mưa lời khen, xe bán tải WinFast làm chóng ngợp với truyền thông, người xem mà coi như là cuốn hút, không, coi như là yếu tố giúp danh WinFast bùng nổ danh số. Vậy trời ơi trời, nó nổ còn hơn cả bùng tử nữa quý vị, không? Nhưng mà dĩ nhiên là gì quý vị, cái mấu chốt nó làm cho chúng ta phải mắc cười là gì? Đó là xe bán tải ý tưởng, đó là chiếc xe ý tưởng, xe concept, không? Tức là hiện giờ trên đời này không hề có một cái dòng xe nào mà gọi là dòng xe bán tải WinFast bán ngoài thị trường hết á. WinFast không có dòng xe bán tải bán ở ngoài thị trường. Tính tới thời điểm mà tháng 3, tháng 4 của năm 2024, ok, khi nào nó có dòng xe bán tải bán ngoài thị trường đi tính, hiện giờ không có. Nhưng mà cái quan trọng là gì, không có gì. Cái quan trọng nó nằm ở chỗ đó đó. WinFast hiện giờ nó không có dòng xe bán tải để mà nó bán. Trong khi đó quý vị, coi như là các tín đồ cũng như là giới truyền thông mà gọi là lăng xê em WinFast hết mực á, thì tụi nó lại ca tụng ngất trời là trời, xe bán tại WinFast Wild mà nhìn sang trọng lịch lãm đẳng cấp, nhận cơn mưa lời khen ha, làm chóng ngợp giới truyền thông ha, là coi như đẹp nhất trong dòng xe bán tại của thế giới ha, một sản phẩm mà coi như là phá cách, vâng vâng vâng. Nói chung là tụi nó ca ngợi xe WinFast và coi như ngất trời quý vị, ca ngợi là coi như ngất trời luôn. Nhưng mà again, đó chính là vấn đề là hiện giờ em WinFast không có xe bán tải để mà bán, ok, cái đó quý vị thấy buồn cười không? Cái dòng xe WinFast nó không có để mà bán á, thì nó lại được ca tụng và lăng xê, nó lại được đem ra là một cái điều gì đó tự hào mà coi như ngạo nghễ ngất trời quý vị. Trong khi đó nó đâu có giúp WinFast kiếm được tiền, WinFast Wild không có giúp WinFast kiếm được tiền. Tại đơn giản là trên đời này không có WinFast nào không có sản phẩm xe bán tải để mà nó bán. Mà không có sản phẩm bán thì làm gì có chủ vụ mà kiếm tiền quý vị. Kiếm tiền bằng giấc mơ à, kiếm tiền bằng nghề thủ dâm tinh thần á, quý vị nghĩ xem đúng không? Còn trong khi đó quý vị,
những dòng xe mà VinFast nó có thể kiếm tiền được, đó là VinFast VF8 nè ha. À, là coi như được bao nhiêu là truyền thông nó ca ngợi, nào là coi như là lúc trước ở nhà là có mấy chục ngàn đơn hàng ở trên toàn cầu, cũng nhận cơn mưa lời khen, nhận bão tố lời khen, là sản phẩm mà cạnh tranh với Tesla, làm Nhật Hàng há mồm thế giới kinh ngạc, là chiếc xe đẳng cấp. Còn có điều rồi xong rồi VinFast VF9 quý vị thì được mệnh danh là xe coi như là cứng cáp như xe tăng, mạnh coi như là mạnh như khủng long, và ghế em như ghế cơ trưởng. Rồi xe VF6 rồi VF7 cái giống ôn gì đó, coi như được mệnh danh là xe quốc dân đẹp không tí vết, coi như là thu hút mọi ánh nhìn, nhận cơn mưa lời khen, có nhìn sang trọng đẳng cấp gì đó. Cái vấn đề là cũng là cái chỗ đó quý vị. Đại khái là những sản phẩm mà VinFast nó có, nó bán là VF8, VF9, sao 7, 8, 9 gì đó, không? Coi như là nhận cơn mưa lời khen, không? Nhận bão tố lời khen, đẳng cấp sang trọng lịch lãm, vân vân vân. Vấn đề là gì quý vị? Bị ế. Ok, xe VinFast nó bị ế, không? Quý vị nghĩ xem, xe VinFast nó đẳng cấp quá, nó sang trọng quá, cái gì nó cũng quá hết đó, nhưng mà nó bị ế. Ủa gì kỳ vậy? Xe VinFast đẳng cấp sang trọng thì nó phải không bị ế mới đúng chứ, không? Nó phải bán chạy ầm ầm, chạy ào ào mới đúng chứ, không? Doanh số phải bùng nổ mấy trăm ngàn xe một năm mới đúng chứ, đúng không? Cái diễn nhiên là gì quý vị? Cái diễn nhiên, cái sự thật là gì? Doanh số toàn cầu của em VinFast trong năm 2023 luôn, toàn cầu đúng nghe, tức là bao gồm Mỹ, bao gồm Việt Nam, bao gồm Canada, bao gồm bao nhiêu thị trường mà em VinFast nó bán trong năm 2023 đó quý vị, chỉ coi như là cỡ 35.000 xe, chính xác là 34.800 mấy chục xe đó. Mình cho nó khuyến mãi cho em nó lên 35.000 xe đó, là toàn cầu luôn đó. Mà cái điều bá đạo hơn nữa là gì quý vị? Trong số 35.000 xe đó đó, là có cỡ 70% là bán cho taxi xanh. Taxi xanh á, người anh em của taxi của VinFast, đó là taxi xanh, là tập đoàn, là công ty con của tập đoàn VinGroup. Tức là coi như là 70% doanh số của cái 35.000 xe mà VinFast nó bán được trong năm 2023 đó là do em taxi xanh nó mua. Quý vị làm giùm em một cái bài toán mà gọi là algebra đơn giản thôi, bài toán đại số thôi, đó là lấy 35.000 nhân cho 70% quý vị, tức là nó ra được cỡ 24-25.000, đúng chưa? Tức là cái doanh số của em của taxi xanh nó mua không á, là đã coi như là 70% là chiếm được cỡ 25.000 xe rồi. Tức là cái doanh số còn lại đó, lấy 35.000 mà trừ cho 25.000 là còn 10.000 xe còn lại á, là cái doanh số thật sự mà bán ra cho thị trường, cho những người dân ở ngoài người ta mua, những người khách hàng người ta ủng hộ VinFast thật sự. Rồi giờ quý vị thấy cái điều bá đạo ở đây không? Một cái hãng xe như VinFast xài một ngày đó nghe cả chục triệu đô. VinFast nó tiêu tốn một ngày có chục triệu đô la đó quý vị, dựa theo báo cáo tài chính của nó là một ngày nó xài có một chục triệu đô. Đô la Mỹ á nha, tức là quy ra tiền Việt Nam á nha. Cứ mỗi một ngày á là coi như VinFast nó tốn 9-10 triệu đô một ngày, tức là tương đương với cỡ 200 mấy chục tỷ đồng tiền Việt Nam một ngày á. Cứ 24 giờ là coi như là VinFast nó tiêu tốn 200 mấy chục tỷ á, đúng không? Tại vì nó lớn mà, nó có nhà máy ngoài Hải Phòng, nó phải trả tiền cho bao nhiêu nhân viên, bao nhiêu nhà xưởng, bao nhiêu dịch vụ, bao nhiêu cái giống ôn gì, nó chi phí nó phải trả, đúng không? Thì quý vị dùng cái chi phí mà nguyên một năm nó tiêu hao đâu coi như là 3 tỷ mấy trăm triệu đô đó, quý vị chia ra cho 365 ngày thì có phải là quý vị ra con số là coi như là 9-10 triệu đô một ngày không? Làm toán đơn giản không? À, quá đơn giản luôn á. Thì quý vị nghĩ xem, mấy ngàn coi như đừng có nói chi 10.000 xe mà người dân ta mua, cho dù doanh số toàn cầu luôn đó là 35.000 xe đó quý vị, thì tính ra được bao nhiêu tiền? Không đủ cover cái gì hết, không đủ chi phí gì hết á. Bởi vậy nó mới có cái chuyện là gì quý vị? Các truyền thông vừa qua đã tung hô em VinFast là coi như là doanh thu VinFast
chứ được 1 tỷ 200 triệu đô, vì nào là WinFast doanh thu 1 tỷ đô. Nhưng mà gì, WinFast nó bị thua lỗ 2 tỷ 400 triệu đô, chính xác là 2 tỷ 395 triệu đô, tương đương với 57.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. WinFast nó bị thua lỗ tương đương với 57.000 tỷ đồng tiền Việt Nam trong năm 2023 vừa qua, thì không có báo chí truyền thông nào đưa tin hết. À, tại vì sao quý vị? Tại vì cái doanh số bán xe của nó đâu có đủ bù chi phí. Đơn giản, kinh doanh mà không đủ doanh thu, không đủ chi phí, dĩ nhiên nó phải thua lỗ rồi. Đó là cái chuyện dĩ nhiên rồi đó. Cái chuyện mà lẽ đương nhiên rồi, là cái chuyện tất nhiên rồi, không có chạy cái đường nào được hết á. Không? Quý vị thấy cái điều buồn cười không? Mà chuyện nó nghe dòng xe thì mang tiếng là xe quốc dân, nhận thì nhận cơn mưa lời khen, về bảo tố lời khen, cái giống ôn gì lời khen đó. Không, nói chung là khen gì đủ thứ, nào là xe WinFast đẹp, xe WinFast đẳng cấp, xe WinFast siêu cấp vô địch khắp vũ trụ, làm chóng ngợp với chuyên gia, làm chóng ngợp với truyền thông, rồi coi như người Mỹ khen, người Nhật khen, người Hàn khen, người Pháp, người Tây đều khen vân vân vân. Trời ơi trời, mà tự gì nể, nể mà ế thảm ế thiết luôn á. Ế mà coi như là thốn nghe câu già rồi, câu chuyện em nói hơi xa vời, em lừa em dắt đôi ba lời, thôi ta chưa tay được ai nó bay, còn đâu nó thơ nghe em là lắm, câu chuyện em nói hơi xa vời, em lừa em dắt đôi ba lời, thôi ta chưa tay được ai nó đi, giờ đây giờ thì còn lại ai. Ế quá trẻ luôn, thấy không? Mà đã ế rồi đó, quý vị nghĩ xem, nó dẫn tới cái buồn cười khác. Quý vị nghĩ xem, xe WinFast mang tiếng là xe quốc dân của người Việt Nam, mang tiếng là niềm tự hào của người Việt Nam, mang tiếng là xe là coi như là mở rộng ra khắp thế giới, đưa tên tuổi thương hiệu Việt ra khắp thế giới, vân vân vân, cái gì nó cũng nhất thế giới hết đó. Mà bán cho người Việt Nam, bán cho người Việt Nam nghe, là tức là bán rồi, tức là coi như là bao gồm những thành phần mà nó có nước, nên tự hào là nó có nước, quý vị, nó không bị thiếu nước á. Mà bán còn không xong nữa, trời ơi trời. Quý vị nghĩ xem, nếu mà mỗi một người mà ủng hộ WinFast, mỗi một truyền thông mà ủng hộ WinFast, hay mỗi một người mà cảm thấy tự hào về WinFast, mà họ mua một chiếc xe thôi, quý vị nghĩ xem, lúc đó nó nghe là WinFast nó bán còn nhiều xe hơn Toyota nữa. Toyota nó bán 1 năm 11 triệu xe đó quý vị. Nếu mà mỗi một người mà ủng hộ WinFast, mỗi một người tự hào về WinFast, mỗi một người mà khen WinFast, mà chỉ cần họ đi mua một chiếc xe thôi, không mà mua nhiều đâu, mua chiếc à, thì doanh số WinFast nó còn cao hơn cả hãng Toyota nữa. Nhưng mà sự thật là thế nào? WinFast bị ế thê thảm, ế thê thảm. Hết chuyện đã bao gồm cái bán cho taxi xanh tới 70% doanh số, mà tổng cái doanh số, tổng cái số lượng xe bán ra còn chỉ có được 35.000 xe, là quá tệ, quá tệ, quá kém. Cái số lượng đó quý vị chỉ bằng Toyota, Ford hay là Tesla nó bán đâu trong vòng có tuần lễ à. Không được nữa, vài ngày ha là nó bán được ba mấy ngàn xe rồi đó. Còn em WinFast quý vị bán trên toàn thế giới, bán trên toàn nước Việt Nam, bán nguyên một năm trời, bán 365 ngày, bao gồm cả bán luôn cho taxi xanh, được rõ ràng quý vị 35.000 xe. Trời ơi trời, nó bá đạo, bá đạo thì chết, quá trời bá đạo luôn. Thấy không? Trời ơi trời, quý vị nghĩ xem vậy. Ai da, thật là thấy buồn cho em WinFast quá. Cái dĩ nhiên sẽ có một số truyền thông với thành phần nó xin biện hộ dùm cho em WinFast vậy nè quý vị. Tại vì quý vị không biết thôi, WinFast nó chẳng những nó nhận cơn mưa lời khen, mà nó nhận hàng vạn lời biện hộ đó quý vị. Nếu mà quý vị nói WinFast bị ế đó nha, còn sẽ bao nhiêu thành phần nó nói chào doanh số vậy là được rồi, hãng xe mới mà à, bán như vậy được rồi à, ngày xưa là Toyota rồi Tesla đồ này kia nó cũng bán ế kia kìa à. Hay là quý vị nói WinFast mà bị thua lỗ mấy tỷ đô đó, thì các thành phần về truyền thông nó sẽ biện hộ vậy nè quý vị, là coi như WinFast phải tốn tiền đầu tư mà mở rộng khắp thế giới mà bị số tiền đó là đương nhiên mấy năm đầu là phải bị thua lỗ rồi, thấy không? Cái idea ở đây là gì quý vị? WinFast nó chẳng những nó nhận cơn mưa lời khen, mà nó nhận cơn bão tố lời biện hộ quý vị.
hầu như là lúc nào cũng có rất là nhiều thành phần truyền thông là ca tụng nó ngất trời và sẵn sàng biện hộ nó bằng mọi lý do trên đời này, mặc dù những cái lý do đó gọi là nó xàm, quý vị xàm. Bây giờ nè, mình hỏi một câu, chúng ta sẽ hỏi những câu đơn giản thôi nè. Hiện giờ VinFast ra biển lớn, đừng có nói chi nó mở rộng qua bên Thái, bên Ấn Độ, hai bên Indo, hai bên đâu hết á. Nó cho dù nó có mở rộng bên khắp thế giới luôn, cho dù nó mở rộng cả trăm thị trường, cho dù nó qua châu Phi nó mở rộng khắp châu Phi, qua bên châu Mỹ mở rộng khắp châu Mỹ, qua châu Âu mở rộng khắp châu Âu, mở rộng qua khắp nơi, bao gồm cả mở rộng qua Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Hàn, nó mở hết. Mở rộng khắp Đông Nam Á, 11 nước Đông Nam Á. Thì VinFast nó cũng ế à, nó cũng ế à. Tại đơn giản là gì sao? Tại đơn giản là nó không bán được cho những người mà ủng hộ nó. Những người mà khen tặng VinFast gấp trời, những người dành cơn mưa lời khen cho nó, những người tự hào nó, những người mà mở miệng ra là người Việt Nam, chúng ta phải nên ủng hộ hàng Việt Nam, hay là những người coi như tự hào về VinFast quá, cảm ơn VinFast. Hết chuyện quý vị. VinFast nếu mà nó không bán được xe cho những người mà ủng hộ yêu mến đó quý vị, thì ra biển lớn này nè, ra thế giới quý vị. Nó làm gì nó có cửa nó bán cho dân thế giới á, à, đúng không? Quý vị nghĩ xem, thí dụ nó qua bên Thái hay là qua bên châu Âu hay qua bên nước khác đi, VinFast nó lấy cái yếu tố gì để mà nó cạnh tranh với những dòng xe khác quý vị? Nó lấy yếu tố gì? Nó không có yếu tố của mẹ gì để nó cạnh tranh đó đó. Yếu tố gì? VinFast nó có yếu tố gì đây? Thương hiệu nó cũng không có, chất lượng thì cũng không ai tin đó. À, dĩ nhiên truyền thông với thành phần nó sẽ nói vậy nè quý vị. Trời, VinFast là hãng xe mới mà. Ngày xưa Tesla nó cũng ế, hay là Toyota nó cũng thua lỗ đó. Cái đó là cái kiểu mà so sánh buồn cười. Tại vì sao? Tại vì bây giờ chúng ta đang nói chuyện mà ra thế giới, VinFast nó có cái gì để nó cạnh tranh với Toyota, Tesla, Honda, Lexus, BMW, Porsche, Audi, vân vân vân. VinFast nó có cái gì trong năm 2024 hay trong tương lai để nó cạnh tranh với những dòng xe khác ở trên thế giới? Nếu mà bằng giá tiền thì người dân trên thế giới người ta đi mua hãng khác chai mà mua VinFast làm cái giống ôm gì? Đúng không? Quý vị xem đúng không? Nếu mà bằng giá tiền thì người ta lựa những dòng xe thương hiệu đẳng cấp trên thế giới, có tiếng tăm trên thế giới, người ta mua ai mua nó làm quái gì quý vị? Đúng không? Trời ơi trời. Thành ra VinFast nó có cái gì để nó cạnh tranh? Nó không có cái giống ôn gì để nó cạnh tranh nữa đó. À, hết chuyện. Những hãng xe kia, Tesla, Honda, Toyota, đồ này kia, lúc xưa nó cũng từng bị ế, lúc xưa nó cũng từng bị lỗi, nhưng mà cái đó là chuyện hồi xưa rồi. Bây giờ những dòng xe đó người ta đã là ông lớn ở trong làng xe hơi rồi. Bây giờ VinFast nó muốn mà coi như là tồn tại, nó muốn cạnh tranh được là nó phải hơn những dòng xe đó, nó phải hơn những hãng đó. Thấy không? Mà dĩ nhiên là gì nó không có hơn rồi đúng không? Quý vị nghĩ xem, có ai mà kêu quý vị bỏ ra 50.000 đô để mua xe VinFast, trong khi đó chỉ với 50.000 đô quý vị có thể mua được Lexus, mua được BMW, mua được Land Rover, mua được Porsche. Quý vị nghĩ xem, thiên hạ trên đời này người ta mua xe gì? Dĩ nhiên phải mua những dòng xe châu Âu, xe Mỹ, xe Nhật rồi. Mua xe VinFast làm giống ông gì? Cái đó là chuyện dĩ nhiên rồi đó. À, không lẽ không biết xài tiền quý vị, không lẽ không biết xài tiền, đúng không? Thành ra ra biển lớn á, thì VinFast nó có gì để cạnh tranh, đúng không? Trời trời, muốn cạnh tranh nữa mà có gì để cạnh tranh? Không có gì để cạnh tranh hết đó, đúng không? Rồi coi như chưa kể gì quý vị, mua xe VinFast là yêu nước. Ủa thì người Mỹ mua xe Mỹ cũng là yêu nước Mỹ vậy đúng không? Nhật Hàn nó mua xe nước nó, Ấn Độ nó mua xe nước nó, còn Thái với Indo đồ nó cũng yêu nước đó vậy đúng không? Không lẽ Thái với Indo nó yêu nước Việt Nam? Quý vị nghĩ xem, Thái với Indo, Ấn Độ đồ nó yêu nước Việt Nam hả? Nó mua VinFast để nó yêu nước Việt Nam hả? Quý vị nghĩ xem có chuyện đó không? Nó yêu nước đó đúng không? Tức là nó phải mua sản phẩm của nước đó. Cái dĩ nhiên sẽ có một số thành phần nó biện hộ cho VinFast nữa quý vị. Nó sẽ nói gì nè? Là coi như là Thái với Indo nó đâu có hãng xe. Thái với Indo nó không có hãng xe. Nhưng mà dân Thái người ta thu nhập cao hơn người Việt Nam, ok? Người dân Thái Lan người ta có thu nhập cao hơn người dân Việt Nam. Và giá xe bên Thái nó rẻ hơn giá xe Việt Nam, ok? Tức là nói cách khác có nghĩa là bên Thái người ta có nhiều sự chọn lựa hơn người Việt Nam. Không lẽ dân Thái nó không biết xài tiền quý vị? Không lẽ Thái nó không biết xài tiền, đúng không?
Thì khi mà nó bỏ tiền ra nó mua xe rồi đó, nó phải mua cái dòng xe xịn, xe tốt. Nó mua xe VinFast làm quái gì quý vị? Thấy không? Tham gia quý vị thấy không? Không, không có yếu tố để VinFast ra biển lớn thành công, không có. Coi như là gãi đầu suy nghĩ nó không có. Đó, chuyện xe mà bán trong nước, bán cho người Việt Nam với nhau thôi, bán còn không xong nữa mà đòi ra biển lớn, ra thế giới. Lấy cái yếu tố gì để bán? Xong mà chưa kể quý vị, chưa kể nữa, trời ơi trời, xe VinFast quý vị nó được tung hô bởi thành phần với truyền thông mà không có tiền quý vị. Quý vị để ý xem mấy cái thành phần mà truyền thông mà nó ca tụng xe VinFast ngất trời đó. Nó mua được mấy chiếc quý vị, nó mua được mấy chiếc. À, hay là những thành phần mình có nước đó, nó tự hào nó có nước đó quý vị. Quý vị nghĩ xem lương tụi nó được mấy đồng, lương tụi nó được mấy đồng, chừng nào đời nào kiếp nào nó mới có đủ tiền nó mua chiếc xe mà coi như là xe du danh mà giá trên trời như VinFast quý vị. Không bao giờ đủ hết á. Không lẽ không ăn không xài, không lẽ đi làm xong không ăn không xài rồi chừng nào mới có dư để mà mua xe VinFast quý vị. Không, còn muốn bán cho người Mỹ phải không, muốn bán cho Việt Kiều phải không, Việt Kiều Mỹ với coi như người dân Mỹ hay người dân Canada hay người dân châu Âu hay người dân trên thế giới nói chung á, không ai thèm VinFast hết á. Trời ơi trời, Việt Kiều người ta đi xe xịn không à, ta đi Tesla, BM, lắc xịt được không à, thấy không? Còn người dân Mỹ đó nghe, nó cũng coi như cũng đi BM, lắc xịt, Tesla, Ford, GM được chứ nó đâu có đi xe VinFast làm cái giống ôn gì. Trời ơi trời, xe thì xe Việt Nam, giá thì giá Mỹ, kêu nó mua quý vị. Trời trời, chắc nó không biết xài tiền á. Nóng quá, tắt máy xe nóng quá. Quá nóng, thấy không? À, nóng quá quý vị. Hết chuyện, nó nghe xe thì xe vô danh, giá trên trời. Tối ngày cứ thủ dâm tinh thần là trời ơi, nó nghe xe VinFast thế này, xe VinFast thế kia. Quý vị nghĩ xem, ai bỏ tiền ra mua nó? Không ai bỏ tiền ra mua nó đó. Trời, rồi xong rồi cái gì nữa, cái ở Mỹ cái gì nè, làm nails cạo móng tiền đó mua VinFast. Phải không? Hay là coi như là mấy Việt Kiều tiền nó mua VinFast, hay là mấy Mỹ nó nghèo tiền nó mua VinFast. Không có ai rảnh háng đâu mua VinFast, ok. Quý vị, không, hết chuyện đó nghe. Ở trên đất Mỹ nè quý vị, hay bên Canada hay bên châu Âu, trời trời, người ta có thiếu gì xe, thiếu gì tiền. Ha, mua VinFast làm giống ôn gì? Mua VinFast làm giống ôn gì? Quý vị nghĩ xem. Có dĩ nhiên sẽ một số thành phần với truyền thông nó sẽ nói gì nè quý vị. Trời ơi, đó nghe mấy Việt Kiều khát nước, cay cú. Không, tội nghiệp mấy Việt Kiều thiếu nước, cay cú. Quý vị là công dân G7, quý vị là dân Canada, quý vị dân Mỹ, quý vị dân Úc, quý vị dân châu Âu. Từ cuộc sống cho tới môi trường, cho tới chất lượng cuộc sống, cho tới quyền lợi công dân, cho tới phúc lợi xã hội, cho tới giáo dục, cho tới y tế, cho tới thu nhập. Quý vị nghĩ xem, so với một người ở Việt Nam thì họ có cái gì để so đây? Vậy thì ai mới là cây cú quý vị? Ai mới cây cú? Chưa kể nữa. Không, bây giờ nè mình, thí dụ mà ai mà mở miệng ra mà nói Việt Kiều đó nghe mấy người khát nước, thiếu nước cay cú đó, thì bây giờ mình hỏi một câu đơn giản à. Ở Việt Nam, thí dụ một người ở Việt Nam đi, họ muốn so với một người sống ở Mỹ, cho dù ở Việt Nam họ có làm lương cao 10 triệu, 20 triệu, 30, 40 triệu một tháng, thậm chí 50 triệu một tháng luôn đó. Bây giờ cho so nè, từ môi trường nè ha, chất lượng cuộc sống nè ha, giáo dục nè ha, y tế ha, quyền lợi công dân nè ha, phúc lợi xã hội nè ha, thấy không, tiền hưu tiền già, cho tới thu nhập, cho tới chất lượng cuộc sống, cho tới đồ ăn thức uống, cho tới giá trị vật chất thôi, cho họ so sánh đó. Họ có cái gì để mà coi như là có thể so sánh được với coi như là chất lượng cuộc sống ở bên trời Tây, ở bên Mỹ với bên châu Âu, từ môi trường, giáo dục, y tế, không, xã hội vân vân, quyền lợi công dân đều tùm lum hết. So đó, cho so đó, so đi. Vậy ai cay cú cái gì? Ai mới cay cú? Không, chưa kể nó còn nói gì xe hơi đó nha. Trời ơi trời, hết chuyện nói gì xe hơi với gì? Nói gì xe hơi với người dân ở Mỹ, với người dân Canada cái gì? Có chuyện đi nói gì xe hơi với người dân ở Mỹ, Canada, trời ơi trời.
ở Mỹ với Canada đó nghe, người ta nhà nhà có 3 4 chiếc xe, có nhà 5 chiếc xe hơi, 5 chiếc. Không? Trong khi đó quý vị, có nhiều thành phần có nước quý vị. Không có nhiều gì, chắc cỡ 80-90% thành phần mà có nước, không bị thiếu nước quý vị. Làm hoài mà không có đủ tiền để mua chiếc xe hơi mà chạy. Ủa vậy rồi ai mới cai cú? Ai mới cai cú? Ờ, quý vị thấy cái kiểu mà coi như là bá đạo, kiểu nói chuyện mà coi như là không thuyết phục, thì làm sao mà coi như thuyết phục người ta mua xe VinFast được? Quý vị nghĩ sao? Em muốn VinFast nó cần bán xe, nó cần người ta ủng hộ nó, thì nó phải quỳ mọt, nó phải nói năng làm sao để nghe là lọt cái lỗ tai quý vị, đúng không? Trời ơi trời, còn cái này cái kiểu nói chuyện hay à. Bởi vì VinFast nó bị ế, đúng rồi, nó ế, đúng rồi, ca tụng tới trời cũng vậy, không ai mua nó đâu, không ai mua nó đâu. Thôi video đi dài, xin chào tạm biệt nha, bye bye.